Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1987, trú tại xóm Minh Lý, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra xử lý về hành vi giết người. Đối tượng này đã dùng dao chém tử vong bố mẹ vợ, đồng thời cũng chém luôn người vợ, nhưng cô gái này may mắn thoát chết. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho hai người chết, một người bị thương. Hai nạn nhân tử vong là người đàn ông sinh năm 1948 và vợ sinh năm 1962. Còn người con gái thì sinh năm 1994 bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra, công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng. Người này khai sống với con gái của hai nạn nhân như vợ chồng đã nhiều năm do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt nên tối ngày 15 tháng 9 sau khi đi uống rượu thì Hưng đã đến nhà bố mẹ vợ và dùng dao chém ba người trong gia đình bạn gái. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định.